Hello mọi người, thì hôm nay là ngày đầu tiên mình đăng mỗi sủng thái tại Anh Ly. Thì mọi người cùng theo dõi quá trình tập lực bình phục của mình như thế nào nhé. Chào mọi người. Và hôm nay là ngày thứ hai mình đăng mỗi. Thì chẳng biết là không còn đau nữa, nhưng mà nó còn hơi sưng thôi. Hello mọi người, thì hôm nay là mỗi của mình được 3 ngày rồi. Mọi người để kết quả với mình nhé. Và hôm nay là ngày thứ tư, thì mình sinh hoạt là bình thường rồi. Hello mọi người, được 5 ngày rồi, không quá. Hello mọi người, thì được 6 ngày rồi. Được 7 ngày rồi nha mọi người. Hello mọi người, thì hôm nay là ngày thứ 8 rồi. Sắp được 6 ngày rồi.